Con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Con tên là Trung Mỹ Lan ạ. Con là người Việt gốc Hoa ạ, ở bên Quảng Tây Trung Quốc ạ. Ông năm cho bao nhiêu tuổi? Năm nay là 50 ạ. Con làm nghề gì? Con làm nghề kinh doanh. Vâng, hôm nay con vào trong Sài Gòn được 2 hôm nay rồi ạ. Xong rồi vào làm công việc ạ. Nhưng mà công việc chưa xong thì là đi cùng với con là có chị này là bên Công giáo. Thì từ sáng đến giờ là con rất là đau đầu, đau như phố cổ luôn. Nhưng mà vừa nãy vào đến đây ngồi nghe giảng ạ, bây giờ đã thấy nhẹ nhàng hết cả người rồi ạ. Thế bây giờ nói chung là bên về phía bên đạo nào cũng là người tốt, thì cũng là làm điều tốt. Thế nói chung là đến với đạo Thiên Chúa thì con cũng thấy là rất là tốt. Con cũng chẳng biết làm như thế nào, nhưng mà như là một phép thần linh vừa nãy, từ ngày đến bây giờ con rất là dễ chịu. Con hiện tại con thấy rất là dễ chịu. Thế chị em thấy cái nhất là khí tươi. Một người mà nhức đầu là nó khó chịu. Có khi là cặp đầu và tường mặt thì nhăn nhó rồi, có khó chịu. Mà chị lên tôi nhìn thấy chị tươi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà vì chị nói thì mình biết là chị vào đây nhìn thấy từ sáng đến giờ, đợi chờ từ sáng đến giờ kiên nhẫn lắm. Ba vua đi tìm đâu phải đến và gặp được xuống ngay đâu. Lại đi lạc và tới vào Jerusalem. Trong khi đó ở Bethlehem mà chạy vào tới Jerusalem với người đi giáo hiệu tin mừng mà đi lạc rồi đi tìm ban hỏi 30 chỗ mới đến được, hỏi đâu nữa, chỉ đến nhà chùa chứ không đến nhà thờ đâu cả. Bảo đi nhau ở nhà bè chả thấy có nhà thờ nào cả, thương chiêu đi giáo hiệu tin mừng hỏi trái hết gì cả. Thì chúng ta đến giáo hiệu tin mừng cũng giống như là vô mừng mà đi tìm đến Bethlehem, người ta cứ chỉ đến Jerusalem thôi. Thế thì người chị em này cứ đi chờ đợi, phải có sự kiên nhẫn đợi chờ. Và kinh nhất đời chờ đấy chứ. Mà Chúa làm cái chi tiêu lạ lùng là lúc mà nghe giảng, trong khi nhiều người tôn giáo cứ bắt đầu nghe cho giảng là biết rồi, khổ lắm, nói mà ai cũng phải được. Họ nghe mà không còn thấy lòng mình bừng lên nữa, không có thể lời nói tại người nói, không làm cho người ta bừng lên được, không có lửa để làm sao mà thắp lên được lên cho người khác được, không có thể là lỗi được với người nói, người chia sẻ, không có sức sống, không có hồn, mà có khi lỗi ở tại thiên trí người nghe không có tiêu chí, không có lòng khao khát nghe lời Chúa, mà chỉ đi khao khát nghe cái điều lạ, cái điều vui tai mà thôi. Người xem này hồn nhiên đơn sơ như là ba vua, và chị đã được đón nhận ơn phúc của Chúa, là đầu óc sảng khoái khi nghe lời của Chúa. Đó là cho mình lớn lắm, chúc mừng chị. Chị bày bình an, xin chúc mừng chị. Cảm ơn. Con là Nguyễn Thị Kim Yến.